China Media của chúng tôi lấy con người làm giá trị nòng cốt và lấy sự khác biệt, lấy sự sáng tạo làm sự khác biệt. Tất cả đây chúng tôi đều coi như anh em trong một nhà, mang mỗi sản phẩm là sự tận tụy của từng người trong thành viên trong gia đình của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên cùng thăm studio của chúng tôi. Và đây là nơi dẫn đến studio của chúng tôi, China Media. Mời. Lúc nãy ở dưới kia là bạn vừa tham quan cái khu vực làm việc ở trong văn phòng của chúng tôi. Cái khu vực văn phòng đấy thì chúng tôi ngồi và làm việc các giấy tờ và office. Còn ở đây là studio của tôi, xin mời bạn. Nó là một chiếu cánh mini để có thể phục vụ tất cả các chương trình về bản tin, về những phóng sự, về thời sự của chúng tôi. Bạn có thể nhìn thấy ở đây là có hệ thống cách âm ghi hình hiện đại, phù hợp với một trường quay, hợp lý cho một công ty, một doanh nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ những cái sản phẩm truyền thông trong cả năm. Trong cái Việt Nam là một đất nước startup và các doanh nghiệp Việt Nam đều startup rất nhiều, và chúng tôi là một cái nơi sẵn sàng kết hợp với rất nhiều các công ty khác để cùng hỗ trợ phần marketing, media, truyền thông, sự kiện để startup các doanh nghiệp, và đều mang lại với lợi ích là win-win. Rất mong là có thể hợp tác được.